Ôi trời ơi, trời ơi, hôm qua quá bự quá vậy, trời đã quá à, của anh hai à? Đâu, của anh hai đâu, của anh hai con không biết luôn. Ủa gì kỳ vậy, mấy của anh hả? Ừ, mấy của anh thì gửi cho ta. Ai biết đâu một cái người này là gửi là đeo mặt nạ, sao anh hai cũng không biết là ai luôn, mà nó là gửi cho nhà mình. I love you. Vậy là quà tình yêu hả? Quà tình yêu vậy là gửi cho em rồi. Vậy sao biết gửi cho em? Trời ơi, quà tình yêu gửi cho em chứ gửi cho ai? Trời bậy bạ quá. Thiệt mà, bây giờ đó, anh là đã yên bề gia thất với chị hai rồi, đúng không? Xuân cũng đã đi theo anh Vũ về nhà chồng rồi. Cái món quà này là chỉ có gửi cho em thôi. Thôi em cảm ơn anh. Bậy bạ, để lại đi. Ủa khi gửi đây người ta gửi đầm gửi váy đồ này kia là cho Út thôi hay là cho Xuân gì rồi em đem mình trở thành sao em xài? Đúng không? Có đâu, cũng có đâu. Chị Xuân làm có ai mà gửi chị Xuân. Chị Xuân chỉ có anh Vũ rồi, nếu mà gửi cho chị Xuân thì gửi về địa chỉ nhà anh Vũ chứ đâu gửi gì đâu. Mà bà đó bà khùng lắm, ai mà gửi cho bà ở đây. Ê thằng kia, xì sầm to nhỏ nói xấu gì tôi đó. Nhìn linh cái gì trời. Đi từ xa đã nghe hai anh em xì xà xì sầm, chắc là cũng không có nói gì tốt đẹp gì tôi đâu. Ủa đâu đây vậy? Mà cái quà này của ai vậy? Quà này là của một người nào đó trong nhà mình, nhưng mà bây giờ không biết là của ai. Ngoài thôi, không có ghi người nhận. Nói chung là của ai thì em không biết, nhưng mà không phải của em rồi đó. Tại vì anh Vũ không bao giờ làm những cái trò sớm xuống như vậy. Cái gì đó. Anh Vũ không bao giờ làm như vậy đâu. Với lại dạo này anh Vũ hết tặng quà rồi. Chứ anh Vũ tặng gì? Cái gì vậy? Ôi thẻ ATM. Nhìn kỹ đi. Này, cái thẻ ATM này là anh Vũ đưa cho em đó. Em đưa cái thẻ ATM cho em xài luôn. Nó có bị gì không vậy? Anh vô ghi đưa thẻ ATM cho vợ xài đó là chuyện hết sức bình thường. Có gì đâu mà bị gì. Lúc nào anh cũng nghĩ là anh Vũ phải bị này bị kia mới quan tâm em hả? Thôi anh ơi, trời ơi, tưởng cầm thẻ ATM mà ngon, cầm chơi cho vui vậy thôi chứ biết miếng bách vượt không? Mày nghĩ nào cũng nghĩ xấu chị hết trơn á. Nghĩ sao mà cầm cái thẻ mà không có biết password. Chị là không bao giờ thuộc cái loại mà có tiếng không có miếng cả. Password là chị biết rất là rõ, và thậm chí chị có thể sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông qua ý kiến của anh Vũ. Nói vậy là chị muốn xài nhiêu chị xài á hả? Chị xài hết là anh cứ bơm vô cho chị vậy đó hả? Đương nhiên thôi. Chị ơi. Gì? Dạo này mấy cái bộ đồ của em nó cũng hơi bị ố màu á. Lát này dắt em đi sắm đồ luôn. Thôi vậy em. Dễ thương quá à. Em lật mặt nhanh ghê vậy đó. Hồi nãy đứa nào nói là hả tôi chỉ cầm cái thẻ chứ tôi không biết password. Rồi đứa nào nói là tôi bị khùng. Rồi đứa nào nói là dễ gì tôi được tặng cái quà này. Ủa chê bai tôi dữ lắm nè, sao bây giờ lật mặt nhanh như vậy hả? Cái này nó nhỏ hơn này, nhưng mà này nhiều khi giá trị nhiều hơn này. Em phải biết gió chiều nào em cuốn theo chiều đó chứ. Chị dễ thương không? Bữa nay chị đẹp quá, giống như con mèo mun. Yeah. Thôi được rồi, tôi sẽ mua cho. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Hai chị em bay bớt lại đi. Đây là tiền của người ta cực khổ, người ta làm, người ta có tiền, người ta để vào trong cái thẻ rồi. Bây giờ hai chị em phải xài. Trời. Xài phung phí vậy sao được, hiểu không? Đâu phung phí. Cái gì mà phung phí anh hai, chị có lúc nào anh hai cũng suy nghĩ như vậy. Cái chuyện mà anh Vũ cho em sử dụng tiền của anh Vũ, cái chuyện hết sức bình thường của chồng công vợ.
mặc dù em không có công gì cả nhưng mà vẫn là của em. Tại vì anh Vũ thương em mà. Anh hai phải để cho em sử dụng cái số tiền này đi. Em đâu có sử dụng tiền của anh hai đâu mà anh hai ý kiến nhiều như vậy. Đúng rồi đó. Như mà sử dụng tiền này mua đồ cho nó. Có bao nhiêu tiền đâu, có mấy bộ đồ, có vài triệu bạc thôi mà có gì đâu mà căng thẳng. Số tiền của anh Vũ á đó. Anh Đại hả, chị không nghe, chị nói hả, chị cần xài hết tiền là anh Vũ anh bơm vô, anh bơm vô. Bởi vậy mua mấy bộ đồ mấy triệu bạc. Thôi thôi thôi, bớt bớt cái đi giật. Tính cái này nè. Thông qua bây giờ của ai nè? Của ai ta? Không phải của em rồi đó. Không phải của em luôn. Phải của anh không? Của anh hả? Có khi nào là của tình một đêm tặng ông ta? Trời ơi. Không không. Rang quá ha, chị hai cái cáo đầu anh đó. Em không ngờ anh luôn đó anh hai. Ông nói chơi thôi, bây giờ muốn biết của ai thì bây giờ mình khui ra đi biết chứ gì. Ok. Khui ra. Chắc là cái gì quý giá lắm đó. Có giấy nè. Cái giấy nó đọc trước đi. Nè nè nè. Tặng út hương xinh đẹp của lòng anh. Anh muốn là con sẽ nâu mơ ước được một lần đậu bên em. Trời ơi. Trời ơi, sớm thì ốm luôn á. Khoan, để chị coi cái quà này coi. Wow. Trời ơi. Không được cái là cái người hâm mộ của Út Hương rộng rãi. Trời ơi, cái người này rất là tinh ý luôn á nha. Sao? Biết Út mình bán bông hả, là tặng cái con gấu bông luôn. Hợp lý quá trời luôn á. Đẹp ha. Trang trí được nữa nè, coi nè. Dữ dằn thiệt chứ. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà cũng dễ thương. Nhạt nhẽo quá cái quà này, nhạt nhẽo. Gì vậy? Ủa, cái đứa làm gì xem xin đây ạ? À, quà này, quà đây. Út ơi. Của Út đó. Của Út. Của Út. Dạ anh. Má tặng em muốn xinh đẹp của lòng anh. Anh muốn là con sẽ đau bước một lần đầu bên em. Trời ơi. Má tặng quà cho tấm điểm rồi. Trời ơi, ảnh luôn hả Út? Nè. Con gấu thật lịch lãm, thật tinh tế, đúng như là cá tinh, đúng là con người mình đang tưởng tượng vậy. Ôi chàng, đẹp trai yêu quý của lòng em, dễ thương à. Anh chàng nữa kìa. Trời ơi, ơi. Ủa, Út ơi, Út ơi, Út ơi, Út ơi, không ngờ luôn á, cái gu của Út nó mặn mò dễ sợ. Kim cương không biết rồi tới cỡ nào, chắc lên mấy nhà nhảy vòng vòng á. Nhảy cẩn lên. Ờ. Mà cũng nhưng mà... tinh tế quá ha. Nãy em tưởng đâu là nhiều lắm chứ mà dưới toàn là hàng độn không ạ? Thì bởi vậy tao mới nói là hả, cái người yêu của Út là rộng rãi. Tại cái hộp rộng rãi nè. Mọi người ơi, hãy nhìn Út đi. Cái món quà mà hưng phấn như vậy, không lẽ sắp tới đây mình sẽ có dưỡng Út. Con có bông thì cũng tinh tế, nó xinh đẹp, đúng ngay kiểu mình thích luôn. Ôm con gấu giống như là đang ôm mình trong vòng tay vậy đó. Yêu. Nhìn đâu mà dễ thương quá à. Ước gì có thể sớm bắt về nuôi ta ơi. Quên. Để mẹ chụp, mẹ gửi hình cho ba con nha. Cười lên, cười lên. Chỉ thương quá à. Ở đây giờ gửi hình cho ba nè. Em cảm ơn anh đã gửi con gấu bông cho em nha. Em thích con gấu bông đó lắm luôn á. Thích cái màu của con gấu bông nữa. Hả? Anh cũng thích màu giống vậy luôn hả? Không ngờ hai đứa mình lại đồng cảm với nhau đến như vậy. Trời ơi, dễ thương quá à. Người gì đâu mà tinh tế quá trời quá đất à. Thiệt á, đúng là người đàn ông trong mơ của mình. Trời ơi, một mình đang yêu. Và biết người đàn ông bí mật là ai người ta. Là ai mình cần biết.
là ai thì làm cái gì mà phải hoảng hốt lên như vậy. Cái người này không có gì phải bất ngờ hết á. Chú Sang chứ ai? Chú Sang? Ờ. Chứ giờ em nghĩ ủa đi. Mà sao chị biết? Bữa cũng để chú Sang nói cho chị. Vấn đề là chú Sang không cần nói chị cũng biết. Tại vì em phải hiểu một cái vấn đề quan trọng như thế này. Cái nư cái nết của Hương nhà mình á là chỉ có mình chú Sang chịu nổi thôi. Chứ không ai chịu nổi hết. Đúng không? Nhưng mà nghe nói là cái tay Việt Kiều nữa đó mà. Wow. Wow 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 wow. Trời. Thôi bữa nay chú đi đâu mà đẹp trai quá vậy? Ai gì? Ai gì? Ai gì ta? Tút tát kêu ngút lên là cứ ngắt luôn á. Đi một vòng cắt ngút liền đúng không? Trời, không nhận ra ai nữa. Không, còn không còn nhận ra nữa. Ai vậy? Thay đổi quá đúng không? Đúng rồi. Thay đổi luôn á. Chú còn nhận cả chú luôn. Ừ. Lấy ghê chồng. Nói thấy không? Em thấy không? Sức mạnh của tình yêu nó hay vậy đó. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta thay đổi thành một cái phiên bản tốt hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thấy không? Chị lúc hơn nhà mình mà chú Sang như vậy. Đúng rồi. Ủa, tôi đang nghe lộn gì vậy? Ai mới nói gì? Ai mới nói gì? Gì anh? Chú, chị Út Hương nhà con rồi chú mặc đồ đẹp vậy để... để... với Diễu Hương đúng không? Sao con nghĩ đơn giản quá vậy? Chứ sao? Sao con nghĩ đơn giản là mỗi khi chú mặc đồ đẹp là chú phải làm một cái gì đó của Diễu Hương thôi vậy? Thì thường mà mỗi lần mà chú ăn mặc như thế này là thường là chú hay tạo nét với lại Diễu Hương con đúng không? Sao con thường quá? Nghĩ sao mà con được tạo nét được tập nghĩ là Diễu Hương con? Ủa không phải gì của con thì tại sao chú lại phải tút tát lên trời mặt ăn mặc lịch sự nữa, trời nóng gần chết mà chú còn mặc áo khỉ. Thay đổi hết tất cả nha con nha, đừng có nghĩ như vậy nha. Chú là khác xưa rồi à, là bây giờ mình phải update liên tục hả? Update liên tục thời đại 4.0 rồi. Đó là thời đại của tụi con. Thì chú phải làm cái gì? Chú phải theo tụi con chứ. Không có làm sao dí kịp tụi con. Nhưng mà con thấy gì con tức. Tức cái gì? Làm gì cũng phải có lý do. Mà lý giờ tự nhiên chú nói tự nhiên vậy là con không tin. Tự nhiên chú không thay đổi. Mà chú không gì Út của con thì chú gì ai? Đúng vậy. Ôi con ơi Út. Con có những kiểu theo lòng. Chú đang đeo đổ một cái gọi là còn lâu mới ngang. Ủa mà chú chờ gì chú? Cũng update liên tục. Chưa đâu. Chưa đâu. Liên quan sao? Liên quan sao? Chuyện tình cảm và gió đông. Liên quan không liên quan? Chú là con cảm thấy cái não con nó hơi xoắn nhẹ đó chú. Chú có thể nè, gỡ gỡ não cho chị coi. Gỡ gió đông giống như là một cái điều kiện tự nhiên. Ừ. Đúng không? Nó thuận lợi dẫn đến thành công. Đó, thằng nhỏ thì mà có nghĩa là ao 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 đúng không? Đúng rồi, thời cơ chín mùi rồi. Lúc đó các con sẽ biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.